Chứng kiến các cô gái Việt Nam dù rất nỗ lực vẫn chưa thể ghi bàn đầu tiên tại một vòng chung kết World Cup và cuối cùng thua Bồ Đào Nha 0-2, rất nhiều người hâm mộ Đông Nam Á đã lên tiếng an ủi, động viên. Chiều nay, tuyển nữ Việt Nam có trận đấu với tuyển nữ Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ 2, bảng E, World Cup nữ 2023. Sau khi thua với tỷ số chấp nhận được 0-3 trước nhà đương kim vô địch Mỹ ở trận mở màn, có không ít nhận định cho rằng tuyển Việt Nam đủ sức ghi bàn, thậm chí cầm hòa tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, trước một tuyển Bồ Đào Nha vượt trội hơn hẳn về thể hình, thể lực, sức mạnh, tốc độ, kỹ chiến thuật, tuyển Việt Nam đã phải chấp nhận thất bại 0-2. Chứng kiến các cô gái của huấn luyện viên Mai Đức Chung thua trận thứ 2 trong lần đầu dự vòng chung kết World Cup và vẫn chưa thể ghi bàn, rất nhiều người hâm mộ Đông Nam Á đã gửi lời động viên tới đội. Không vấn đề gì cả, quan trọng là các bạn có thêm kinh nghiệm, hãy tiến lên các cô gái Việt Nam, thật lòng cảm phục các bạn, đây là một bài học lớn và tôi thật sự cảm phục tuyển Việt Nam. Hãy cố lên nhé các cô gái Việt Nam, có mặt ở vòng chung kết World Cup đã là thành công lớn rồi, nếu các bạn chưa gặp may mắn, hãy trở lại lần sau. Chúc mừng Việt Nam từ Indonesia, thi đấu tại vòng chung kết World Cup là một phần thưởng kinh nghiệm đáng quý. Khi chống lại các đội từ châu Mỹ, từ châu Âu thì chúng ta, những đội Đông Nam Á, dù có thua 0-13 hay 0-2, vẫn chơi bằng cả trái tim. Chúng ta có thể tự hào rằng mình đã trở thành một phần trong lịch sử vòng chung kết World Cup. Vào lúc 14 giờ ngày 1 tháng 8 tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu cuối ở vòng chung kết World Cup nữ 2023 gặp tuyển Hà Lan, đội xếp hạng 9 thế giới và đang là đương kim Á quân thế giới. Đây là trận đấu tuyển Hà Lan rất cần thắng tuyển Việt Nam để cạnh tranh vé đi tiếp cũng như ngôi đầu bảng. Vì thế, trận đấu này sẽ vô cùng khó khăn cho thầy trò ông Mai Đức Chung. Tuy nhiên, ở thế không còn gì để mất, dĩ nhiên chúng ta vẫn sẽ hướng về mục tiêu ghi bàn, thậm chí cầm hòa đối thủ.